Nhiều năm qua, giao thông tại khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng quá tải và xuống cấp. Việc nâng cấp và mở rộng giúp cải thiện giao thông khu vực, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông là rất cần thiết. Theo kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2020-2030 vừa được ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự kiến trình thông qua chủ trương đầu tư trong năm 2021 đối với 4 dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ cửa ngõ vào thành phố Hồ Chí Minh với tổng kinh phí khoảng 18.000 tỷ đồng. Vậy đó là những dự án nào? Hãy cùng CafeLand điểm qua nhé. Quốc lộ 50 bắt đầu từ cầu Nhị Thiên Đường, quận 8, chạy qua huyện Cần Duộc, Long An, điểm cuối tại lộ Dừa, Tiền Giang, dài khoảng 88 km. Đây là tuyến huyết mạch nối thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, quốc lộ 50 đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh có mặt đường hẹp, lượng phương tiện lưu thông qua đây rất lớn, luôn trong tình trạng ùn tắc. Do đó, việc mở rộng quốc lộ 50 có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Dự kiến quốc lộ 50 được mở rộng đoạn qua huyện Bình Chánh dài gần 7 km, rộng 34 m, chia thành hai đoạn. Đoạn 1 dài 4,36 km sẽ xây dựng đường song hành quốc lộ 50 và đoạn 2 dài 2,56 km sẽ được mở rộng đường hiện hữu lên 34 m. Trên tuyến sẽ xây dựng mới hai cầu, cầu Bà Lớn dài 80 m và cầu Ông Thình dài 240 m. Tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng được ưu tiên triển khai giai đoạn 2021-2024. Quốc lộ 13 có điểm đầu ngã năm Đài Liệt Sĩ, thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối cửa khẩu Hoa Lư, Bình Phước, dài hơn 140 km, được coi là tuyến giao thông xương sống nối tỉnh Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi phía tỉnh Bình Dương đã mở rộng 6 làn xe, sắp tới chuẩn bị tăng lên 8 làn xe, thì đoạn đường khi về tới thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị thắt cổ chai nên thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng. Quốc lộ 13 sẽ mở rộng từ đoạn cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước, dài hơn 4,5 km, mở rộng lên từ 53 đến 60 m. Tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Công trình này trước đây nằm trong dự án thành phần xây dựng cầu Bình Triệu 2, hình thành từ 20 năm trước. Tuy nhiên, do một số vướng mắc, công trình chưa triển khai. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu đang được lập kế hoạch đầu tư và sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Ngoài đoạn nói trên, quốc lộ 13 còn dự án nâng cấp mở rộng từ ngã tư Bình Phước đến ranh Bình Dương, dài 1 km, mở rộng lên 53 m, vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng. Cả giai đoạn khi hoàn thành góp phần giảm ùn tắc, phát triển đô thị khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời công trình cũng giúp kết nối vành đai 2, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu 1, Chân Thành chuẩn bị đầu tư những năm tới. Theo quý vị, liệu dự án mở rộng quốc lộ 13 sẽ được triển khai trong năm nay hay tiếp tục bị dời thời gian thực hiện thêm lần nữa? Hãy comment cho mọi người cùng biết ý kiến nhé. Tại quốc lộ 1, đoạn từ nút giao An Lạc đến vòng xoay cầu vượt Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, mặt đường xuống cấp và hẹp khiến giao thông khu vực này luôn trong tình trạng quá tải. Đáng nói, đoạn đường chỉ dài vài cây số nhưng có nhiều điểm thắt cổ chai nên vào giờ cao điểm cũng thường xuyên ùn tắc. Dự án mở rộng quốc lộ 1 từ đoạn nút giao Tân Kiên đến nút giao Bình Thuận, huyện Bình Chánh, dài 2,5 km, mở rộng lên 10 làn xe cùng làm vỉa hè hai bên. Dự án có tổng đầu tư 3.353 tỷ đồng. Dự án được đề xuất ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Quốc lộ 22 có điểm đầu tại ngã tư An Sương, quận 12 và điểm cuối đặt tại cửa khẩu Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh với chiều dài hơn 58 km. Là tuyến giao thông huyết mạch trong việc thúc đẩy tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, hiện quốc lộ 22 có mật độ xe cộ rất cao, mặt đường nhỏ hẹp, liên tục xảy ra quá tải. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 22 đoạn từ nút giao An Sương đến đường Nguyễn Văn Bứa dài 5,4 km sẽ được mở rộng từ 4 đến 8 làn xe. Trên tuyến xây hai cầu vượt trên tại nút Nguyễn Ánh Thủ và Nguyễn Văn Bứa. Công trình có tổng vốn 935 tỷ đồng. Được đề xuất ưu tiên thực hiện từ nay đến năm 2025. Theo quý khán giả CafeLand, đây có phải là một trong những dự án nên được ưu tiên mở rộng trong năm nay không? Hãy comment ý kiến của mình cho mọi người cùng biết. Trong tương lai, khi các tuyến đường này được mở rộng, giúp giảm thiểu tình trạng kẹt xe, giao thông qua lại sẽ thuận tiện hơn, thu hút nhiều người di chuyển qua lại, đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế của thành phố và khu vực,
Đồng thời, những dự án bất động sản khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh từ đây cũng được nhiều người chú ý và có giá trị hơn rất nhiều. Việc đầu tư xây dựng, mở rộng những dự án hạ tầng giao thông kể trên, thì theo bạn, việc chớp thời cơ đầu tư bất động sản ở những khu vực này có phải là hướng đi đúng đắn? Các bạn hãy cho Cafeland biết câu trả lời bằng cách comment dưới video và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Cafeland TV nhé!